Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Chiến Thất thứ 3 ngày hôm nay, episode thứ 22. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi ngày thứ ba thì chúng ta vẫn có chương trình Chiến Thất, tức là War Room. Và đây là cái episode thứ 22. Chủ yếu của chương trình này là để cho quý vị hiểu rõ thêm về quy tắc làm việc của Quốc hội, của hành pháp, của tư pháp, cũng như là những chi tiết liên quan tới các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và quý vị, trong cái chương trình Chiến Thất thứ ba ngày hôm nay thì quý vị biết được ngày hôm qua thứ hai thì tiểu bang Iowa đã có cuộc bình bầu người đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống, và ông Trump đã thắng landslide 51% so với đối thủ của ông là Ron DeSantis được 21%, Nikki Haley được 19%, có nghĩa là ông thắng trước Ron DeSantis tới 30% tại Iowa. Và tuần tới thì chúng ta lại có cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại tiểu bang New Hampshire. Tại đây thì các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump dẫn trước là 40%, bà Nikki Haley lên hàng thứ hai được 29% và Ron DeSantis được 17%. Thì quý vị, New Hampshire vẫn thấy là ông Trump dẫn đầu, và hai tiểu bang có cái cuộc gọi là bình bầu và cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên coi như là chiến thắng của Donald Trump. Thì có nghĩa là điều này gần như là ông Trump sẽ nắm chắc cái ghế đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống năm 2024. Điều ở đây tôi không nói tới vấn đề của ông Trump thắng cử và thắng chiến thắng cái ở Iowa và sắp tới có thể là New Hampshire. Điều tôi muốn nói ở đây là khối cử tri của đảng Cộng Hòa. Quý vị, từ nhiều năm nay, bắt đầu từ sau cái giai đoạn của Tổng thống Ronald Reagan, thì các cử tri của đảng Cộng Hòa đã bị một cái vùng màu xám che đậy bởi vì cái chủ thuyết của cố Tổng thống Ronald Reagan, gọi là Reaganism. Thì quý vị, cái chủ thuyết của ông chủ trương là lưỡng đảng bất kể đảng nào làm việc được chung với nhau để mà thúc đẩy cái guồng máy quốc gia cũng như duy trì tư thế của Hoa Kỳ. Đó là cái the best way, tức là cái đường hướng tốt nhất để mà duy trì cái sự vận hành của quốc gia cũng như giữ cái sự thịnh vượng và phát triển. Và chủ thuyết của ông tồn tại với tất cả cử tri của đảng Cộng Hòa trong suốt 40 năm. Có thể nói là như vậy. Trong suốt 40 năm, người của đảng Cộng Hòa vẫn suy nghĩ là hợp tác làm cách nào làm việc với đảng đối lập để mà thúc đẩy cái guồng máy quốc gia. Và chính điều này thì đảng Cộng Hòa đã thụ động. Tôi có thể nói là đã thụ động. Họ không có đề phòng trước cái sự lấn lướt của đảng đối lập, tức là đảng Dân Chủ. Họ giữ một cái mực thước rất là trung bình, tức là họ không đòi hỏi tham lam bất kỳ một vấn đề gì. Họ chỉ giám sát và họ chỉ cản trở những cái gì mà đi quá mức mà thôi. Còn lại là họ sẵn sàng hợp tác với lại phía đảng Dân Chủ để điều hành guồng máy quốc gia. Thì quý vị, cái quy tắc này của là được xem là cái học thuyết của Ronald Reagan. Thì quý vị, cái học thuyết này đã tồn tại 40 năm. Và rất nhiều cử tri của đảng Cộng Hòa đã trưởng thành và có thể nói rằng là họ sống trong cái môi trường của cái học thuyết này nhiều nhất. Họ bị ảnh hưởng bởi cái học thuyết này nhiều nhất. Do đó thì có đôi lúc chúng ta thấy họ bất lực và thụ động. Tại vì cái quy tắc được đặt ra là họ không có đưa ra những cái chương trình nào được xem là gây chia rẽ. Họ không đưa những cái nghị trình gây chia rẽ, mà họ chỉ duy trì những gì đang có và mở một cái không gian để mà thỏa hiệp với đảng đối lập. Đó là cái cách của đảng Cộng Hòa trong suốt nhiều năm. Nhưng kể từ khi ông Trump lên, từ năm 2017 khi mà ông trở thành tổng thống, thì ông Trump gần như thúc đẩy một cái hướng đi hoàn toàn khác biệt với lại cái chủ thuyết và cái học thuyết của cố tổng thống Ronald Reagan. Mà đó là cái học thuyết mới mà tôi nghĩ rằng là do chính ông Trump đã tự đưa ra con đường này sau khi mà ông đánh giá cái hiện trạng của đất nước Hoa Kỳ. Đánh giá cái hiện trạng đó là sự thụ động của đảng Cộng Hòa đã khiến cho đảng Cộng Hòa bị suy yếu. Có thể nói là bị suy yếu, và đồng thời thì
nó đã tạo cơ hội cho phía đối lập, tức là đảng Dân Chủ, lấn lướt nhiều chương trình mà được xem là khá tham lam của họ. Thì quý vị, dưới thời của Bush con, Bush con vẫn bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi cái học thuyết của Ronald Reagan. Do đó quý vị, cái cuộc chiến tại Iraq, mặc dù Bush con có mạnh mẽ, nhưng mà kết quả thì Bush con vẫn bị đánh tơi tả và bị chụp mũ rất nhiều từ cái cuộc chiến mà tấn công Iraq, mà bị ra một số thành phần phản chiến ở Hoa Kỳ xem là cuộc chiến bất hợp pháp. Mặc dù Quốc hội, Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã đồng ý cuộc chiến này, nhưng mà Liên Hiệp Quốc thì không có authorize cho cuộc chiến này, tức là không có cho phép cuộc chiến này xảy ra, nhưng mà Bush con vẫn đẩy tới. Thì đối với một số thành phần phản chiến ở Hoa Kỳ, nó xem ông Bush con là có một cuộc chiến tranh bất hợp pháp tại Iraq. Thì quý vị, thành phần phản chiến này rất tham lam. Họ luôn thúc đẩy những cái nghị trình và cái quy tắc luật lệ để có lợi cho cái xu hướng về chính trị của họ. Và quý vị, bên cạnh cái nhóm phản chiến này, dần dần nó biến hóa và biến thể trở thành một cái nhóm cực tả, thúc đẩy về môi trường, tức là phản đối chiến tranh, thúc đẩy về môi trường và thúc đẩy về xã hội, công bình xã hội. Đó là cái biến thể từ nhóm phản chiến này mà ra. Thì quý vị, kể từ khi mà Bill Clinton trở thành tổng thống thì cái nhóm này vẫn còn giữ được một cái giới hạn nào đó trong cái học thuyết của ông Reagan đưa ra, họ vẫn làm việc được. Nhưng qua tới thời của Obama, sau giai đoạn của Bush con, thì cái hành động của Bush con khi tấn công Iraq đã kích thích cái đám phản chiến và cái nhóm được xem là biến thể từ phản chiến ra, tức là nhóm hoạt động cho môi trường, nhóm hoạt động cho công bình xã hội, đã bắt đầu phát triển ra rất là mạnh. Phát triển rất là mạnh và họ tìm đủ mọi cách để mà truyền bá cái chủ thuyết của họ ở mọi nơi, từ trong cái ngành ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ là truyền thông và điện ảnh, tức là ngành giải trí, cho tới cái hệ thống học đường, tức là hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ. Họ tấn công vào những nơi này, họ chiếm lĩnh những vị trí quan trọng, họ giảng dạy và đưa tất cả những cái chủ thuyết về môi trường, về công bình xã hội, về phản chiến tranh ở trong tất cả các học đường tại Hoa Kỳ. Có thể nói rằng là họ đã bắt đầu từ dưới thời của Obama. Họ đã thúc đẩy chuyện này và kết quả quý vị, tới năm 2016, 17 khi mà ông Trump thắng cử thì ông nhận ra được sự nguy hiểm, cái chủ thuyết của ông Ronald Reagan không còn thích hợp nữa. Bởi vì nếu đi theo tiếp tục cái chủ thuyết này, Đảng Cộng hòa cứ phải lùi một bước, lùi một bước, lùi một bước để thỏa hiệp làm việc cho quốc gia, thì cuối cùng Đảng Cộng hòa sẽ mất trắng tay. Đảng Cộng hòa sẽ mất trắng tay tất cả mọi thứ. Khi mà Đảng Dân chủ với thành phần cực tả cấp tiến chui vào trong đó và bắt đầu transform Đảng Dân chủ, tức là đã chuyển cái Đảng Dân chủ cái bản chất qua một cái bản chất khác, không còn cái nguyên tắc cũ của một old Democrat, tức là một cái Đảng Dân chủ cũ nữa. Thì ông Trump nhìn thấy được cái tiềm năng nguy hiểm này, ổng đã không ngại ngùng là bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn và đi ngược lại với cái gần như là ổng đi ngược lại với cái chủ thuyết và học thuyết của cố tổng thống Ronald Reagan. Có thể nói là như vậy, tại vì ổng nhìn thấy được sự tham lam. Nếu đôi bên dừng lại ở cái dưới lằn ranh giới hạn, tức là đôi bên đều dừng lại ở cái lằn ranh giới hạn nào đó, một cái red line, thì cái học thuyết của ông Reagan là một cái học thuyết tốt nhất. Hai đảng không cần biết như thế nào, miễn làm sao có thể thỏa hiệp làm việc cho quốc gia. Đó là the best. Thì quý vị, nếu cả hai phía đều dừng lại trên cái lằn ranh đỏ ở giữa, thì có lẽ cái học thuyết của ông Reagan sẽ còn thống trị thêm vài chục năm nữa. Tuy nhiên, bắt đầu từ dưới thời của Obama, thì gần như là Đảng Dân Chủ đã bắt đầu có những cái chính sách, có những cái nghị trình, và kể cả việc mà họ âm thầm cài đặt vào trong cái hệ thống liên bang những nhân vật khuynh tả, cực tả, để mà bắt đầu đặt ra những quy tắc có lợi cho cái nghị trình chính trị của họ. Thì quý vị, nó bắt đầu từ thời của Obama. Chính vì vậy mà khi mà ông Trump lên nhận chức, trong 2 năm đầu, ông không nắm rành tất cả những cái thủ đoạn chính trị. Ông bị vấp ngã liên tục bởi vì ông theo cái đề nghị của Đảng Cộng hòa.
bổ nhiệm những nhân vật mà vào trong nội các của ông. Và những nhân vật này, và kể cả Đảng Cộng Hòa thời điểm đó, đều nằm dưới cái dù học thuyết của ông Reagan. Thì quý vị, ông Trump đã vấp ngã rất nhiều, bởi vì những nhân vật ông chọn đều là những nhân vật sẵn sàng thỏa hiệp và có những cái tuân thủ những quy tắc do phía dân chủ đặt ra ở trong các bộ ban ngành. Do đó quý vị, ông Trump ông đã đi cứng rắn hơn. Thì quý vị, việc này đã dẫn tới một cái hậu quả, Đảng Cộng Hòa bị chia rẽ. Đảng Cộng Hòa bị chia rẽ vì có rất nhiều người vẫn đi theo cái học thuyết của ông Reagan. Họ không quan tâm tới những cái học thuyết mới của Trump, hay họ cũng không quan tâm tới tất cả những cái vấn nạn mà những cái mà Trump muốn làm và chống lại cái sự nguy hiểm lấn lướt băng ngang qua lằn ranh đỏ của nhóm cực tả trong Đảng Dân Chủ. Chính điều này mà đã khiến cho ông Trump thấy rằng là cần phải càng mạnh mẽ hơn. Và ông đã thúc đẩy rất nhiều những chính sách, ông có những cái lời phát biểu rất mạnh mẽ liên quan tới vấn đề này. Và kết quả thì ông bị vây đánh bởi chính những thành phần cực tả trong Đảng Dân Chủ một cách ráo riết, và quý vị đã chứng kiến từ năm 2017 cho tới bây giờ. Thì quý vị, lúc đầu cái thành phần ôn hòa mà đi theo học thuyết Reagan, họ không đồng ý ông Trump. Họ không đồng ý với cái cách của ông Trump. Nhưng mà sau 3 năm, kể từ năm 2020 khi mà ông Trump bị đánh bại đó quý vị, họ chứng kiến được tất cả những chính sách mà Joe Biden thúc đẩy ra với sự đứng sau lưng của tất cả những thành phần khuynh tả nhất ở Hoa Kỳ. Những thành phần khuynh tả cực đoan luôn. Tôi gọi là cực tả đó. Thì quý vị, họ chứng kiến được thì họ nhận ra, ô chết cha, cái học thuyết Reagan hình như đã không còn hợp thời nữa. Bây giờ cái đám này nó tham lam, nó lấn lướt quá. Nó áp đặt tất cả những cái chính sách mà không ai có thể tưởng tượng được. Chính những người ôn hòa họ cũng nổi giận. Thứ nhất là cái vấn đề mà áp đặt về vùng môi trường, buộc phải ngưng ngay tức khắc lập tức tất cả những nhiên liệu hóa thạch là điều không thể chấp nhận được, trong lúc Hoa Kỳ chưa có một nguồn nguyên liệu, một nguồn năng lượng thay thế khác. Tất cả chỉ mới là khởi đầu, từ xe điện, thái dương điện cho tới phong điện. Những cái này nó là mới cái kỹ thuật mới, nó mới bắt đầu thôi, không thể cắt bỏ ngay lập tức. Nhưng mà đám cực tả nó đẩy tới, nó bắt phải ngưng ngay khí đốt thiên nhiên, dầu khí vân vân. Đúng quý vị, đó là cái quá cực tả đi. Cái thứ hai là cái vấn đề của người đồng tính. Thật sự bên Đảng Cộng Hòa họ không có phân biệt người đồng tính. Nhưng cái sự tham lam của các thành phần cấp tiến cực tả nằm trong giới đồng tính làm cho những người Đảng Cộng Hòa nổi giận. Thứ nhất là quý vị thấy tình trạng mà tất cả lãnh sự quán và đại sứ quán Hoa Kỳ trên khắp nơi trên thế giới trong cái tháng Pride Day, cái mà Pride Month thì đúng hơn, tức là cái tháng mà dành cho người đồng tính đó. Thì quý vị, nó buộc tất cả các nơi này đều phải treo cờ, chiếu những cái đèn ánh sáng mang cái màu sắc của cờ đồng tính, biểu tượng của đồng tính. Thì quý vị, những người ôn hòa của Đảng Hòa họ đặt thắc mắc, ủa, mình có rất nhiều những cộng đồng khác nhau ở cái đất nước này, tại sao chỉ duy nhất cộng đồng đồng tính là được treo cờ ở khắp nơi, kể cả tòa Bạch Ốc, kể cả các tòa đại sứ quán, kể cả các lãnh sự quán ở các nước ngoài. Thì quý vị, họ nhận ra được sự tham lam này. Đó là điều thứ nhất. Đó là điều thứ nhất mà họ nhận ra được sự tham lam này. Có nghĩa là thay vì cộng đồng da đen, cộng đồng Latino, cộng đồng gốc Á, họ cũng có những biểu tượng của họ vậy. Mà cái tòa đại sứ và lãnh sự quán là cái nơi duy nhất chỉ có một lá cờ đại diện cho Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà sự tham lam này nó diễn ra trong mấy năm dưới thời Obama, mấy năm dưới thời của Joe Biden. Thì người ta nhận ra được sự tham lam này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là quý vị biết cộng đồng đồng tính là cộng đồng thiểu số ít nhất trong nước Mỹ. Cộng đồng người bản xứ, người da đỏ rất đông, tại vì họ có nhiều bộ lạc khác nhau, từ ở phía bắc của nước Mỹ cho tới phía nam của nước Mỹ. Cộng đồng người da đỏ, tức là người bản xứ thật sự đó quý vị, họ sinh sôi nảy nở trong cả trăm năm nay đó, họ là cộng đồng tương đối, nhưng mà vẫn bị xem là thiểu số. Cộng đồng thứ hai là cộng đồng gốc Á. Cộng đồng thứ hai là cộng đồng gốc Á. Cộng đồng kế tiếp là bây giờ đứng hàng thứ ba là cộng đồng da đen. Đứng lên hàng thứ nhì
là cộng đồng Latino và đứng đầu đông đảo nhất vẫn là cộng đồng da trắng. Thì quý vị, các cộng đồng thì họ đều có những cái nhu cầu riêng, nhưng mà họ vẫn không có lạm dụng nhiều. Cộng đồng đồng tính là cộng đồng thấp nhất, và vì họ muốn phát triển trở thành một cộng đồng lớn và có nhiều người giống như những cộng đồng khác, do đó quý vị, họ bắt phải truyền bá cái học thuyết về đồng tính, giới tính trong trường học với cấp tiểu học tới trung học để tẩy não mấy đứa nhỏ. Và thứ hai là quý vị, cái vấn đề chuyển giới tính. Không ai phản đối người chuyển giới tính cả. Nhưng với điều kiện quý vị phải bỏ tiền túi ra. Thì quý vị, mỗi một cái ca chuyển đổi giới tính cả triệu đô la. Nếu làm ở Mỹ, làm ở những xứ khác thì có thể rẻ hơn. Nhưng làm ở Mỹ là tốn kém cả triệu đô la. Thì quý vị, tiền đâu ra mà họ làm? Cho nên họ nghĩ tới cách là sử dụng cái ngân sách của chính phủ thông qua cái chương trình gọi là Child Care, chăm sóc y tế cho trẻ em. Họ lợi dụng cái ngân sách này để tiến hành giải phẫu thẩm mỹ cho những đứa trẻ mà bị đầu độc ở trong trường học, rồi cái nghĩ mình không phải con trai, mình là con gái, để chuyển giới tính. Thì quý vị, cái tiền đó là chính phủ liên bang trả. Thì quý vị, những người ôn hòa, họ không có kỳ thị bất kỳ một cộng đồng nào. Đa số tất cả những người ôn hòa, dù dân chủ hay cộng hòa, họ không có kỳ thị bất kỳ một cộng đồng nào hết. Thì quý vị, họ thấy cái này quá tham lam. Đã đòi treo cờ, chiếu cờ ở trên các cái lãnh sự quán, tòa đại sứ là điều không chấp nhận được rồi. Bây giờ lại còn thêm cái vụ mà bắt tất cả người đóng thuế phải trả tiền cho thành phần chuyển giới tính. Đó là sự tham lam. Do đó quý vị, những người ôn hòa đã bắt đầu nổi giận. Và thứ ba là cái hạ thấp tất cả những cái tiêu chuẩn giáo dục xuống, chỉ vì muốn nâng cái khối đa dạng ở trong các trường đại học lên. Tức là phải có thêm sinh viên da đen, Latino, da vàng hay là đồng tính vân vân. Thì cái vị có chương trình DEI đó, tức là bình đẳng, hội nhập và đa dạng. Thì quý vị, để có được sự đa dạng, các trường đại học phải hạ thấp tiêu chuẩn của họ xuống để tuyển sinh đối với những cộng đồng đó. Và người da trắng thì bị giới hạn quota, tức là bị giới hạn số lượng sinh viên, để chừa lại cho các cộng đồng khác. Nhưng cuối cùng quý vị, cộng đồng da vàng cũng bị gạt ra luôn. Cộng đồng người da đỏ, tức là người bản xứ, cũng bị gạt ra luôn. Cuối cùng chỉ có cộng đồng da đen được hưởng. Và cộng đồng Latino được hưởng. Cái chương trình tuyển sinh hạ thấp tiêu chuẩn này. Thì quý vị, kết quả là chúng ta thấy trong mười mấy hai chục năm qua, từ giữa thập niên 90 tới bây giờ, cái thế hệ mà được xem là tốt nghiệp đại học có được cái sáng tạo nào không? Có được cái sáng tạo nào đóng góp cho mặt bằng xã hội so với những người tốt nghiệp từ thập niên 90 trở về trước? Không có. Ngoại trừ ông Elon Musk, ông ra được cái xe điện. Mà cái xe điện nó cũng không phải là một cái thứ kỹ thuật mới nữa. Nó cũng chỉ là một cái bản copy của xe xăng. Bây giờ chỉ chuyển đổi cái nhiên liệu thành xe điện thôi. Chứ nó không phải là một phát minh hoàn toàn mới. Không có. Tất cả đều cập nhật hết. Từ cái phone quý vị. Ví dụ, thập niên 90 cái phone chỉ là cái phone mà cầm tay đó. Cái cell phone nó chỉ là cái liên lạc thôi. Thì bây giờ nó được cập nhật thêm là check được email, coi được video, coi được TV, đọc được tin. Thì cái đó chỉ là cập nhật thêm thôi. Chứ cũng không phải là phát minh mới. Tức là cái việc hạ thấp tiêu chuẩn để có sự đa dạng trong trường đại học của mình. Các trường đại học đã hạ thấp tiêu chuẩn xuống. Và chính vì sự hạ thấp tiêu chuẩn này, nó khiến cho cái xã hội Mỹ không phát minh được những cái sáng tạo mới, những cái sản phẩm mới. Tất cả đều chỉ là những sản phẩm cập nhật thôi, chứ không phải là sản phẩm hoàn toàn mới. Thì quý vị, nó đẩy cái sự phát triển về sáng tạo của Hoa Kỳ bị giới hạn. Và những người ôn hòa, họ nhìn thấy, oh my god, những cái chương trình này cuối cùng nó kéo nước Mỹ xuống hết. Chính vì vậy mà họ bắt đầu nổi giận và họ nhìn ra được cái học thuyết của Reagan có vẻ không còn thích hợp nữa. Khi mà cái phía bên đây
Nó tham lam, nó lấn qua lằn ranh đỏ, bây giờ nó qua khỏi lằn ranh đỏ bên đây rồi. Nó lấn tới tiếp bên đây rồi. Còn nếu mình cứ lùi 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 tiếp đó thì mình mất chỗ đứng luôn. Chính vì vậy mà cái chiến thắng của ông Trump ở Iowa nó trở thành cái điểm cho thấy cái sự phẫn nộ của những thành viên và cử tri Đảng Cộng hòa. Họ không muốn lùi nữa. Họ muốn chấn chỉnh lại và giữ lại, đẩy lùi phía kia qua khỏi lằn ranh đỏ. Ít nhất cái lằn ranh đỏ ở giữa. Họ muốn đẩy lùi cái đám đó ra, không để cho đám đó lấn qua cái lằn ranh đỏ được nữa. Do đó quý vị, tại sao tại Iowa hầu hết đều bỏ phiếu cho ông Trump? Tại vì họ tin tưởng cái học thuyết của ông bây giờ trong giai đoạn này là thích hợp, trắng đen rõ ràng. Một là chọn bảo thủ, hai là chọn cấp tiến, đối lập nhau. Không còn vùng màu xám ở giữa nữa. Tại vì nếu mà tôi nói giống như tôi nói, nếu một phía không tham lam, không lấn qua lằn ranh đỏ, thì cái học thuyết của ông Reagan là the best, tốt nhất. Nhưng bây giờ quý vị, cái học thuyết đó không còn hợp thời nữa. Bởi vì một phía quá tham lam, nó đẩy tất cả những cái chính sách cực tả liên tục liên tục liên tục. Nó áp đặt người dân của Hoa Kỳ phải chịu đựng những cái chính sách đó. Nó nhân danh môi trường, nó nhân danh về xã hội. Nó đẩy những cái học thuyết đó và lấn sân như vậy. Thì quý vị, do đó cái phản ứng của các cử tri Đảng Cộng Hòa là họ phải chọn một người có đủ bản lãnh, có đủ cái tinh thần cứng cáp để đẩy lùi tất cả những cái chính sách nghị trình cực tả này lùi trở lại. Thì quý vị, trong tất cả ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, Donald Trump là người duy nhất. Bởi vì Donald Trump biểu tượng của sự cứng rắn. Ron DeSantis là bóng cái bản sao của ông Trump. Nikki Haley là biểu tượng của đám ôn hòa theo chủ thuyết của ông Reagan. Còn Chris Christie hay những người khác gần như là in the name only. Republican in name only. Tức là những người này là Rhino. Họ chỉ mang tên Đảng Cộng Hòa thôi. Nhưng họ không hiểu được cái nền móng, cái chủ trương và cái quy tắc của Đảng Cộng Hòa. Cho nên chúng ta gọi họ là Rhino. Tức là những người chỉ mang danh Đảng Cộng Hòa thôi. Cỡ như Chris Christie đó. Là ông cựu thống đốc của New York. Hay là ông Hogan, Larry Hogan. Là cựu thống đốc của Maryland. Những thành phần này là những thành phần chỉ mang cái tên Đảng Cộng Hòa thôi. Họ vốn không hiểu được cái quy tắc và cái chủ trương và cái khởi đầu của Đảng Cộng Hòa. Do đó quý vị thấy họ ngóc đầu không nổi. Chris Christie là coi như là trước khi có cuộc bầu bán ở Iowa phải rút lui. Rồi tới ngày hôm nay là Asa Hutchinson cũng rút lui luôn. Họ không quá được 1-2%. Trong khi cái nhân vật không có tên tuổi gì cả, Ramaswamy, là một nhà tài phiệt gốc Ấn Độ nữa. Nhưng mà Ramaswamy còn được gần 8% ở tại Iowa. Trong khi những người kia 1%, 2%. Là cho thấy cái khối cử tri của Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu phản ứng. Họ tìm kiếm những người rất cứng rắn để chống lại cái khuynh hướng này. Chống lại cái khuynh hướng cực tả đã lấp qua khỏi cái lằn ranh đỏ. Họ muốn đẩy lùi ngược lại. Do đó họ dồn phiếu cho ông Trump. Họ dồn phiếu cho ông Trump trong khi Nikki Haley đã tốn rất nhiều tiền ở Iowa nhưng cuối cùng lọt tới hàng thứ ba, còn thua Ron DeSantis. Ron DeSantis được 21, bà được 19. Tại vì bà nghĩ rằng là cái khối phiếu ôn hòa đông nhất và bà chọn thái độ ôn hòa. Nhưng mà bây giờ người Đảng Cộng hòa họ không thể ôn hòa được nữa. Họ phải chống trả lại cái sự tấn công gay gắt của cái phe khuynh tả mỗi một ngày vẫn lấn sân một chút một chút một chút. Họ nhìn ra. Do đó quý vị, họ dồn phiếu cho ông Trump. Họ dồn phiếu cho ông Trump và nói lên được cái tinh thần gì? Là họ đang muốn có một người cứng rắn đẩy lùi tất cả những nghị trình khuynh tả trở lại cái vị trí của nó. Ít nhất là như vậy. Chưa nói là cô lập nó hay là khiến cho nó bị thất bại gì đó. Nhưng ít nhất những người mà cử tri của Đảng Cộng Hòa họ muốn đẩy lùi cái này. Họ nhận ra được sự tham lam của phía cực tả. Không bao giờ dừng lại. Mà một khi một phía nó có sự tham lam như vậy, thì cái học thuyết của ông Reagan sẽ không áp dụng được.
học thuyết của ông Reagan sẽ không áp dụng được. Chính vì vậy, họ thấy rõ học thuyết của Reagan tạm thời trong giai đoạn này không còn phù hợp. Có thể ở những thế hệ kế tiếp, khi mà đẩy lùi tất cả, phân lại cái ranh giới lằn ranh đỏ ở giữa, thì có thể dùng lại được cái học thuyết của ông Reagan. Nhưng trong giai đoạn trước mắt bây giờ, người ta thấy rằng cái học thuyết của Trump rõ ràng hơn. Và người ta thích cái học thuyết đó hơn để người ta chống lại cái sự tham lam này. Chính vì vậy mà ông Trump mới thắng landslide. Không những là trong ngày hôm qua ở tại Iowa, mà tuần tới tại New Hampshire, ông cũng sẽ thắng landslide. Là bởi vì sự phẫn nộ của cử tri Đảng Cộng Hòa trong giai đoạn này. Họ cần chống lại sự tham lam cực tả ở trong Đảng Dân Chủ. Cho tới khi nào họ đẩy lùi hết tất cả những cái nghị trình này, lùi lại ở bên kia biên giới, tức là cái lằn ranh đỏ đó, thì lúc đó quý vị có thể họ suy nghĩ khác. Còn bây giờ họ cần một người cứng rắn đủ khả năng đẩy lùi tất cả mọi thứ. Và người duy nhất bây giờ được xem là cứng cáp nhất và gần như thống trị nhất, nhiều nhất là ông Trump. Do đó tại sao các cuộc thăm dò người ta thấy rằng là ông Trump vẫn chiếm ngao đầu, ông vẫn dẫn trước các đối thủ của ông trong Đảng Cộng Hòa nhiều điểm. Không phải chỉ có khoảng chừng dưới 10 điểm đâu. Mà chỗ nào cũng trên hết. Chỗ nào cũng cao hết. Là bởi vì họ muốn như vậy. Cho thấy cái quan điểm và sự phẫn nộ của những người ở bên Đảng Cộng Hòa. Họ phẫn nộ. Họ thấy rằng các người khác yếu kém quá. Không đủ sức đẩy lùi cái nghị trình tham lam này. Họ cần một tổng thống cứng cáp, mạnh mẽ và dám chơi. Thì ông Trump là nhân tuyển thích hợp. Ông Trump là nhân tuyển thích hợp. Do đó quý vị, họ chọn ông Trump. Và không những ông chiến thắng kỳ này, tuần tới ở New Hampshire, mà trong ngày 5 tây tháng 3, Super Tuesday, ông còn thắng vĩ đại hơn. Bởi vì đó là cái khát vọng của các cử tri Đảng Cộng Hòa trong giai đoạn trước mắt. Họ cần đẩy lùi cái sự tham lam. Do đó, cái học thuyết của Reagan tạm thời phải cất vào trong học tủ, không dùng được nữa, mà bây giờ phải tạm thời sử dụng học thuyết của Trump, là trắng đen rõ ràng, đối thoại song phương. Đây là học thuyết của Trump. Thì tôi nghĩ rằng do đó lý do, đây là cái mà tôi giải thích cho khán thính giả của TNB Channel hiểu lý do tại sao ông Trump thắng lớn. Và càng lúc nhiều cử tri của Đảng Cộng Hòa, dù ở phía ôn hòa, họ bắt đầu nhích lại và đứng sau lưng của ông Trump. Họ nhận ra được sự nguy hiểm khi mà tiếp tục đi theo chủ thuyết của Reagan. Họ sẽ mất luôn chỗ đứng khi mà phía dân chủ vẫn tham lam lấn sân mỗi một ngày, mỗi một cái chương trình, mỗi một cái nghị sự. Do đó quý vị, đây là cái lý do chính mà khối cử tri của Đảng Cộng Hòa bây giờ họ trở nên cứng cáp và cứng rắn hơn. Dần dần họ không muốn có sự ôn hòa trong đó. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài giải thích ngày hôm nay của Phong liên quan tới lý do tại sao ông Trump thắng lớn. Và đó chính là cái sự phẫn nộ của các cử tri Đảng Cộng Hòa trước cái nghị trình đầy tham lam của phe cực tả ở trong Đảng Dân Chủ. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.